Xin chào tất cả quý vị trở lại kênh YouTube của Mắt Hôn. Hiện tại thì Nhật Em Ánh Diệu đang có mặt tại showroom Mắt Hôn miền Nam 162-164 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Và nơi mà chúng tôi đang đứng đây sẽ là tầng 3. Tầng 3 thì sẽ có các sản phẩm liên quan đến đồ nội thất quý vị, chủ yếu là sử dụng cho khu vực phòng khách cũng như là phòng bếp. Và ngay vị trí mà chúng tôi đang đứng rất là gần thì quý vị sẽ thấy là một hệ tủ bếp được thiết kế hình chữ Y. Với những cái kiểu kệ tủ bếp đó quý vị thì cũng có rất là nhiều dạng ha, ví dụ là chữ Y, chữ L, chữ U hay chữ G thì tùy theo là diện tích cũng như sở thích của gia chủ mà chúng tôi cũng sẽ tư vấn. Chúng tôi sẽ có việc trao đổi trước với gia chủ ha, và sau đó chúng tôi mới lên được cái phương án thiết kế cho ngôi nhà của quý vị. Ngày hôm nay thì em và Diệu sẽ có một chuyến đi đến Đồng Nai và chúng ta sẽ trở lại thăm một công trình mà em nghĩ là nếu mà quý vị mà đã theo dõi nhiều video của Mắt Hôn thì cũng có thể sẽ ấn tượng với công trình này. Đó là một cái kiểu nhà mái bằng quốc dân rất là phổ biến và rất là được yêu thích của Mắt Hôn, đó chính là công trình của nhà chú Rực ở Đồng Nai. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển đến công trình của gia đình chú Rực. Hơn một tiếng di chuyển từ văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại em và Diệu đã có mặt tại công trình của nhà chú Rực nha quý vị. Quả thật là với những công trình mà trở lại thăm đó Diệu thì giống như là chúng ta xem lại một cái thước phim cũ vậy đúng không nào, và chúng ta sẽ nhớ lại cái ký ức khi mà mình đến mình bàn giao. Riêng với công trình này là anh nhớ là lần đó là cái lần mình chúng ta bàn giao luôn, thì lúc đó anh cũng đã khá ấn tượng với cái vẻ đẹp công trình rồi. Bởi vì riêng công trình này không biết Diệu thế nào mà anh đã được xem qua studio, qua cái 3D thì lúc đó anh đã thích rồi. Và ngày khi bàn giao và ngày hôm nay trở lại thăm nữa thì quả thật cái vẻ đẹp của nó vẫn ấn tượng như ngày đầu. Công trình này mà em nghĩ là ai mà yêu thích vẻ đẹp hiện đại cá tính nè thì chắc chắn sẽ rất là ưng ý. Bởi vì tổng thể bên ngoài thì chúng ta thấy được là từng đường nét rất là gãy gọn, không có chi tiết trang trí nào thừa hết. Và ưu điểm của công trình này là khoảng sân vườn em phải thấy là quá rộng luôn anh. Dù là đây cũng được xem như là nhà phố rồi, phía trước là đường giao thông, nhưng mà sân trước rồi bên hông mọi thứ đều rất là rộng rãi. Đúng rồi, và với công trình này thì có một điểm ấn tượng từ nghe 3D rồi ha. Đó chính là những chi tiết ốp gỗ nhựa được sử dụng rất là nhiều luôn. Và chúng ta sẽ tạo cảm giác của ngôi nhà nó khá là gần gũi với thiên nhiên. Chưa kể là như quý vị thấy là gia chủ hiện tại đã trồng được những cái cây. Cái cây này lúc trước mình đến thì nhớ là nó chưa có lớn được như thế này. Còn ngày hôm nay khi mà nó đã phủ thêm một cái mảng xanh cho công trình nữa, kèm thêm một số những cái cây cảnh nữa, thì quả thật là công trình lý tưởng hơn rất là nhiều. Hiện tại bây giờ nhiệt độ bên ngoài là 36 độ C đó quý vị. Nhưng mà nhờ đứng ngay tại vị trí này chúng ta thấy là cảm giác rất là mát mẻ, dễ chịu. Nó cũng góp phần làm cho chúng ta giảm bớt cảm giác ngột ngạt của những bức tường bê tông nữa. Cho nên là chúng tôi thì thường là khuyến khích nếu như mà sân vườn rộng rãi thì quý vị cũng nên trồng thêm nhiều mảng xanh như thế này. Và khi quý vị làm việc với Mắt Hôn đó quý vị thì đầu tiên là chúng ta sẽ đến với cái quá trình thiết kế đúng không, là chúng ta sẽ lựa chọn cái kiểu nhà mình yêu thích, có thể là nhà hiện đại giống như là nhà chú Rực ở đây hoặc là những công trình tân cổ điển. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành đến quá trình là thi công trọn gói. Thì với công trình này đó quý vị là cũng là một công trình kiểu mẫu và thời gian thi công thì trung bình là tầm khoảng là 5-6 tháng. Đôi khi nói chung là nếu trong quá trình thi công mà có thể là nghe mùa mưa chẳng hạn thì đôi khi cái quá trình nó sẽ hơi kéo dài một chút xíu. Nhưng mà riêng với những công trình nhà phố như thế này thì quả thật là nó sẽ mang đến cái vẻ đẹp và là ấn tượng ha. Khi mà chúng tôi chạy xe từ ở phía bên ngoài đi đến nhà của chú Rực thì thật sự là không thấy một công trình nào hiện đại được cái kiểu dáng giống như thế này luôn. Cho nên là một công trình cũng rất là đặc biệt. Sẵn tiện thì em cũng xin chia sẻ lại về kích thước cho quý vị nắm. Công trình sẽ có chiều dài là 13,6m, chiều rộng là 8,05m và tổng diện tích sử dụng của cả hai tầng tính luôn từng tâm ở bên trên là 260m2. Ưu điểm ở công trình này phải nói là còn mang một cái diện mạo, một cái vẻ đẹp rất là cân đối hài hòa nữa quý vị. Với công trình này là công trình chúng tôi thi công trọn gói thì tất cả các giai đoạn do là chúng tôi đảm nhận hết, từ khâu đo đạc, khảo sát khu đất nè cho đến trao đổi trực tiếp với gia đình chú Rực, nắm rõ được những yêu cầu mong muốn của gia đình. Sau đó thì phòng ban thiết kế sẽ đưa ra những ý tưởng thiết kế và chuyển giao qua đội thi công Mắt Hôn. Tất cả các trình tự nó diễn ra rất là liền mạch như vậy, cho nên là khi mà thành phẩm thì rất là đúng ý với gia đình. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến gần hơn với cái vị trí của sảnh chính đi.
Ở đây thì chúng tôi sẽ thiết kế đó chính là ba bậc nha quý vị, tượng trưng cho là tam cấp thiên tài, địa tài, nhân tài theo thuyết tâm sinh tương ứng nè, và sẽ ốp đó chính là granite. Thật sự là sau hơn một năm trở lại thì chúng ta vẫn sẽ thấy là nó được giữ được cái vẻ đẹp như mới, và ta hiểu tại sao lựa chọn granite luôn, bởi vì đây là cái vị trí mà chúng ta thường xuyên ra vào đúng không nè, bước chân hàng ngày luôn, cho nên chúng ta phải lựa chọn một cái loại gạch như thế nào, đá như thế nào đó mà nó đảm bảo được cái độ bền cũng như là không bị nứt nẻ. Thì quả thật là bây giờ sau một năm thì chúng ta vẫn thấy nó đẹp như mới đúng không nè, và không hề bị trầy xước luôn quý vị, bởi vì loại gạch này thì khả năng của nó là có thể giữ được hình thức lâu dài, chịu được rất là nhiều những tác động đến từ thời tiết nhưng mà không có lo những vấn đề hư hỏng. Vì nên là với những vị trí sảnh như thế này, cả sảnh chính lẫn sảnh phụ, thì quý vị có thể chúng ta sử dụng cho công trình của mình. Về cửa chính thì gia chủ sẽ lựa chọn đó chính là chất liệu gỗ tự nhiên. Thông thường thì tôi hay nói đó chính là nhà hiện đại thì ta nên lựa chọn là cửa nhôm hệ kính, thì những vị trí khác vẫn là cửa nhôm hệ kính. Tuy nhiên với công trình này, vì sao gỗ tự nhiên đặt vào đây là hợp, bởi vì sao? Bởi vì gỗ nhựa đúng không nào? Rất nhiều những chi tiết xung quanh thì đã có những chi tiết ốp gỗ nhựa hoặc là sơn giả gỗ, cho nên là khi mà đặt thêm cửa gỗ tự nhiên vào đây thì ta thấy là nó rất là tông xịt tông đúng không nào, nó không có đi ra ngoài cái concept, cho nên là nó tạo thành cái tính thẩm mỹ rất là cao cho công trình. Nói chung tổng thể bên ngoài thì chúng ta thấy rất là mãn nhãn rồi. Bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng di chuyển vào bên trong để một lần nữa chúng ta khám phá các khu vực chức năng cũng như là xem qua về cách thức phân bổ đồ nội thất. Tiến vào khu vực đầu tiên của công trình nhà chú Rật, đó chính là không gian phòng khách. Thì theo trí nhớ của Nhật An thì quả thật là lúc đó An cũng khá là ấn tượng với cái bộ bàn ghế mà gia chủ lựa chọn. Thì ngày hôm nay đến thì An vẫn cảm giác cái bộ bàn ghế này quý vị có thấy là nó cũng rất là đặc biệt đúng không nào. Với chất liệu theo gia chủ chia sẻ đó chính là chất liệu gỗ mun, và được thiết kế theo một cái phong cách nhìn cũng rất là thú vị đúng không nào. Nó không quá cao nhưng mà nó sẽ tạo cảm giác cũng rất là thoải mái khi mà chúng ta ngồi lên. Và đặc biệt là ví dụ ở đây chiếc bàn trà đi cũng sẽ có những cái chi tiết, có những cái hoa văn nó khác biệt hơn so với đa phần những cái bộ bàn ghế khác mà Nhật An đã từng giới thiệu cho quý vị ha. Với không gian ở đây 30m² cho không gian phòng khách thì cũng khá là rộng rãi đây nha quý vị. Thực sự em bước vào cảm giác rất là sáng và thoáng nhờ vào là những cái ô cửa sổ xung quanh để mà chúng ta lấy sáng, rồi cũng như là cái hệ thống ánh sáng ở phía bên trên. Nếu mà chúng ta đứng quan sát có thể thấy là công trình sẽ sử dụng đó chính là hệ đèn downlight tiết kiệm điện sẽ chạy dọc khắp công trình ha. Và ngày hôm nay khi trở lại thăm thì em vẫn thấy được cái giá trị của cái hệ đèn này, bởi vì sao? Bởi cái ánh sáng nó tỏa ra rất là vừa phải nha quý vị. Chưa kể là công trình thì gia chủ sẽ có thiết kế có thêm một số những cái điểm nhấn ở trên trần. Quý vị thấy là có số những cái họa tiết hoa văn trang trí khá là thú vị, cũng như là nó giúp cho cái phần trần nhà chúng ta nhìn sẽ lung linh hơn. Ngay vị trí trung tâm không thể bỏ qua đó chính là một cái đèn chùm pha lê rất là hoành tráng đúng không nào. Nói chung là với cái phần hệ thống đèn á, thì em nói rồi, không chỉ là nó làm nhiệm vụ chiếu sáng đâu mà bây giờ nó như là một phần trang trí vậy đó, nó sẽ giúp cho cái không gian nhà của chúng ta đẹp hơn, cho nên là quý vị cũng có thể thoải mái lựa chọn. Với Mắc Hôm chúng tôi sẽ cuốn catalog vật liệu của Mắc Hôm, trong quá trình thiết kế và cả thi công thì chúng tôi sẽ cho gia chủ lựa chọn cái loại từ vật tư vật liệu, ví dụ là về phần đèn chẳng hạn, để mà quý vị lựa chọn một cái dòng phù hợp với sở thích của gia đình mình. Còn ngay vị trí này sẽ là vị trí của kệ TV, kèm theo đó chính là ban thờ phía bên trên được thiết kế dạng treo. Khu vực kệ TV bên dưới thì chúng tôi sẽ thiết kế, quý vị thấy cũng là chất liệu là gỗ nè, cũng rất là đẹp ha. Vách phía sau thì chúng tôi sẽ ốp đá, quý vị có thể lựa chọn là marble hoặc granite đều được. Marble thì đơn giá sẽ tầm khoảng hơn 3 triệu cho 1m², còn granite là sẽ hơn 1 triệu cho 1m². Vị trí ở đây thì chúng tôi sẽ thiết kế đó chính là khu vực của phòng ngủ, có diện tích là 13,5m², tuy nhiên hiện tại đang có thành viên gia đình sử dụng cho nên em không tiện để ghé vào. Bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển dần ra phía sau đi và sẽ đến với không gian phòng bếp ăn nha quý vị, với diện tích là 23,7m². Khu vực phòng bếp ăn ở đây thì gia chủ đầu tiên là đặt một cái bộ bàn ghế rất là hoành tráng với chất liệu là gỗ gõ đỏ ha, ngay vị trí trung tâm luôn. Ở trên mặt bàn sẽ là mặt bàn kính cường lực nè, để bảo vệ cái phần bàn của chúng ta đúng không nào. Trong cái việc mà chúng ta ăn uống, lau chùi vệ sinh thì chúng ta chỉ cần sử dụng cái chai xịt kính chuyên dụng là sẽ có thể là giữ được cái bàn chúng ta đẹp như mới. Ở trên trần thì cũng sẽ trang trí một cái đèn chùm pha lê, tuy là nó không quá lớn giống như là cái đèn ở phòng khách nhưng mà cũng rất là đẹp đúng không nào. Nó sẽ là điểm nhấn cho không gian này. Không thể bỏ qua đó chính là ở đây,
Đây sẽ là cái lối cửa mở ra cái cửa mặt bên của công trình nha quý vị. Với công trình của nhà chú Rật thì cái không gian phía sau là không gian để gia đình kinh doanh, sẽ có thêm một cái nhà kho kinh doanh phía sau nữa, cho nên là với những cái lối này có thể là những cái người thợ chẳng hạn thì sẽ đi theo cái lối này để đi vào nhà thì nó sẽ tiện hơn, cho nên là mở thêm những cái không gian tiếp cận là cái điều rất là cần thiết. Còn di chuyển vào đây đi thì kệ tủ bếp sẽ được thiết kế là hình chữ L nha quý vị. Chúng tôi sẽ thiết kế nó hình chữ L ôm lấy cái góc này của công trình, mở ra cái không gian ở đây là một cái cửa sổ nè để mở ra cái không gian nhà, như An chia sẻ là cái nhà xưởng ở cạnh bên. Với cái kệ tủ bếp ở đây thì An thấy là đầu tiên là mặt bếp ha, sẽ ốp là granite tông màu trắng nè, còn tường bếp cũng vậy, sẽ ốp ở đây, cái phần gạch màu trắng tít lên vị trí này luôn, thì trong quá trình chúng ta nấu nướng thì vệ sinh lau chùi nó cũng sẽ dễ dàng hơn ha. Với không gian ở đây thì sẽ mở một cái lối cửa, đây sẽ là cái vị trí mở ra cái không gian phía sau như An chia sẻ là không gian kinh doanh của gia đình nha quý vị. Đây sẽ là cái cửa hậu, vậy là tổng cộng là công trình của nhà chú Rật sẽ có là 3 lối tiếp cận ha, lối từ cửa chính đi vào, rồi phòng bếp mở ra và lối cửa hậu ở phía sau. Vị trí này thì chúng tôi sẽ bố trí những không gian, đó chính là khu vực nhà tắm và nhà vệ sinh, sẽ được thiết kế tách biệt ở làm hai bên. Đây sẽ là khu vực của nhà vệ sinh nha, còn ở phía trong này sẽ là khu vực tắm. Ở hai bên thì đều có trang bị lavabo hết, cho nên là cũng rất là tiện cho quá trình sử dụng. Với những khu vực này thì phần gạch sàn nó cũng sẽ có sự thay đổi hơn, ở bên trong sẽ là cái tông màu ghi nha quý vị, tạo cảm giác là nó sẽ sạch sẽ hơn. Và quá thật như vậy, bây giờ anh đến thăm thì anh vẫn thấy là giữ được cái độ sạch sẽ như là mới nhờ vào cái tông màu này lựa chọn, cho nên quý vị có thể tham khảo. Ví dụ là những cái nơi mà thường xuyên chúng ta phải thao tác, ví dụ là có nước này hào nó bị ẩm ướt, ta có thể sử dụng là cái màu nâu, màu ghi thì tạo cảm giác nó sẽ sạch hơn là cái màu trắng thông thường ha. Ngoài ra thì ở vị trí này sẽ có một phòng ngủ nữa, có diện tích là 13,7m². Tuy nhiên là hiện tại cũng rất là tiếc là các không gian phòng ngủ đang đều có thành viên gia đình sử dụng hết, cho nên là em không có thể review được về khu vực phòng ngủ ha. Còn vị trí này, trở lại đây đi, thì đây sẽ là khu vực của cầu thang di chuyển lên bên trên tầng trên. Với cầu thang ở đây thì sẽ được thiết kế, đó chính là cái phần tay vịn, cái lan can ở bên trên, đó chính là chất liệu gỗ tự nhiên. Rồi phần lan can ở đây thì sẽ là kính cường lực, có sự kết hợp tạo nên cái vẻ đẹp cũng rất là cứng chắc. Ngoài ra thì xét là phong thủy nha, thì ở đây thiết kế rất là hợp phong thủy, đó chính là cái bậc thang cuối, quý vị thấy là không có hướng ra cái không gian cửa chính ở ngoài, cho nên là không có phạm vào nguyên tắc cầu thang thoát tài. Ngoài ra thì chúng tôi sẽ ốp ở đây, đó chính là mặt bậc sẽ là màu đen, cổ bậc là màu trắng, chất liệu là đá hoa cương hay gọi granite, và đó là tổng quan của tầng 1 công trình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiến lên tầng 2 nhé. Tiến lên trên tầng 2 quý vị, thì vị trí mà anh Diệu đang đứng ở đây chính là khu vực của phòng sinh hoạt chung. Tại đây thì quý vị thấy là có một cửa đi đến 4 cánh để dẫn ra khoảng ban công và hướng tầm nhìn về phía trước. Như vậy thì khu vực này sẽ rất là mát quý vị, bởi vì các thiết kế cửa thì nó sẽ hỗ trợ trong việc cân bằng lại nền nhiệt, giúp không khí cũ và mới đối lưu liên tục nè. Cho nên vào buổi trưa như thế này nhưng mà chúng ta vẫn cảm nhận được là sự mát mẻ rất là rõ ràng. Với vị trí của khu vực phòng sinh hoạt chung thì đây sẽ là nơi dành cho các hoạt động vui chơi, giải trí, cơ bản là để gắn kết các thành viên trong cùng gia đình lại với nhau. Thường thì trong các thiết kế thi công của công trình truyền thống, chúng ta ít bắt gặp khu vực này, nhưng mà với các công trình do Mobile Home thiết kế thi công xây dựng thì chúng tôi cũng tư vấn gia chủ có thể bố trí thêm. Trên tầng 2, hệ thống cửa chủ yếu vẫn sẽ là nhôm hệ sinh pha kết hợp với kính để giúp cho khu vực này đón nhận được ánh sáng một cách tốt hơn. Phần diện tích không gian còn lại thì chủ yếu sẽ dành cho phòng ngủ. Tuy nhiên là phòng ngủ này thì bên trong có thành viên gia đình sử dụng rồi quý vị. Diện tích sử dụng là 13,5m². Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với một phòng ngủ nữa. Phòng ngủ này cũng đồng diện tích với phòng ngủ vừa rồi, 13,5m², và hiện tại là đang có thành viên gia đình nghỉ ngơi bên trong. Chúng ta sẽ đến với một phòng ngủ khác rộng hơn. Phòng ngủ này thì sẽ có diện tích là 13,7m² quý vị, và bên trong thì vẫn còn để trống. Căn phòng này thì rất là chỉnh chu rồi, chỉ là chúng ta bố trí thêm được nội thất nữa là có thể sử dụng. Về vị trí của ô cửa ở đây thì rất là rộng rãi nè quý vị, có đến 3 cánh ha, và kích thước thoải mái cho việc đón nhận ánh sáng cũng như là lưu thông không khí. Tại đây thì chúng tôi cũng có bố trí thêm một rèm che nữa để quý vị có thể sử dụng để điều chỉnh cường độ ánh sáng vào bên trong.
Cửa cho khu vực phòng ngủ thì là cửa nhâm hệ kết hợp với kính, và kính ở đây sẽ là kính mờ để đảm bảo sự riêng tư cho quá trình sử dụng. Tiến vào khu vực này, không gian về cuối của tầng 2 thì sẽ là khu vực vệ sinh cũng như là khu vực tắm, được đặt tách biệt với nhau như vậy với mục đích là sẽ tăng thêm diện tích không gian sử dụng, bởi vì trong cùng một khoảng thời gian thì ít nhất là hai thành viên trong gia đình có thể sử dụng mà không cần phải chờ đợi nhau. Bởi vì quý vị biết là sẽ có những thời điểm cao điểm trong sinh hoạt, chẳng hạn như là sáng sớm nào hoặc là chiều tối. Có một chia sẻ nữa là đối với những công trình mà chúng ta thấy là nhiều tầng và có các khu vực nhà vệ sinh ở các tầng bên trên, thì nếu được quý vị có thể bố trí tất cả các khu vực vệ sinh đồng trục với nhau, như vậy thì sẽ tiện trong việc bố trí hộp kỹ thuật cũng như là đi đường ống nước, và trường hợp sau này có sửa chữa thì cũng sẽ dễ dàng, thuận tiện hơn. Tổng thể ở trên này quý vị, từ trần nè, tường cho đến phần sàn thì đều sẽ là gam màu trắng. Màu sắc này thì sang trọng, tinh tế, không có bị lỗi thời. Thêm vào đó nó sẽ dễ dàng làm nổi bật các chi tiết cũng như là các yếu tố trang trí có trong công trình. Đặc biệt là gạch thì đây sẽ là gạch khổ lớn với kích thước là 80x80cm. Khi mà thi công gạch để đảm bảo là đúng kỹ thuật thì quá trình mà nghiệm thu chúng ta dùng dụng cụ gõ xuống đó quý vị, sẽ không phát ra âm thanh kêu là bợp. Đặc biệt là gạch thì nó sẽ bằng phẳng với nhau chứ không thể nào mà ở một vị trí cao, một vị trí thấp được. Thêm vào đó là các đường trôn nối cũng phải đều và đảm bảo là tính kết dính. Còn về hạng mục cầu thang ở đây thì chúng tôi thi công rất là chắc chắn, kiên cố nè. Phần lan can của cầu thang thì dao động trong khoảng từ 85 cho đến 90cm là chuẩn. Còn mỗi vế thang như thế này, kích thước từ 0,9m trở lên thì sẽ giúp cho quá trình mà chúng ta di chuyển lên xuống cũng sẽ thoải mái và dễ dàng hơn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiến lên tầng cao nhất ở bên trên để khám phá thêm các khu vực chức năng ở bên trên. Trên tầng này thì sẽ là khu vực giặt phơi cũng như là sân thượng quý vị. Ô cửa đó thì chúng ta có thể dẫn ra khoảng sân thượng ở phía trước, phóng tầm nhìn về phía trước cũng như là bên hông. Còn đây sẽ là khoảng không gian của khu vực giặt phơi và có thêm một khoảng sân rộng rãi nữa cho các hoạt động vui chơi giải trí. Khoảng sân này thì khi mà chúng ta di chuyển nó cũng sẽ nối liền ra ở phía trước luôn. Khi mà đứng ở đây thì thật sự rất là mát mẻ quý vị, cảm nhận được là gió thổi nè và chúng ta có thể là bao quát được cảnh quan thiên nhiên xung quanh. Đây cũng sẽ là ưu điểm của những công trình mái bằng, bởi vì có thêm được một khoảng sân như thế này thì chúng ta có thể sử dụng để trồng trọt nè, hoặc là sử dụng cho buổi cuối tuần cả gia đình có thể là mời bạn bè về đây thưởng thức các buổi tiệc nướng chiêu chiêu cùng với nhau. Vậy là ngày hôm nay thì chúng tôi vừa giới thiệu đến quý vị công trình của gia đình chú Trọt có địa chỉ tại Đồng Nai. Nếu quý vị có nhu cầu thiết kế, thi công thì có thể liên hệ cho Mobile Home để được hỗ trợ và tư vấn. Các số hotline công ty chúng tôi gồm có 096-445-8888, 082-813-3333. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và dành thời gian theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo.